Hi, xin chào tất cả các bạn và tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ bắt đầu cái chương trình live stream chữa các cái đề tổng hợp của các cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 để gửi đến các bạn và tất cả các em khóa 2000 có những cái nhìn trực quan nhất về cái đề thi năm ngoái của Trung học phổ thông quốc gia 2017, và từ đó chúng ta có cái định hướng để có cái kỳ thi sắp tới cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 cho tốt hơn. Và có một cái điều mà thầy muốn nhắc các em là cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 thì nó là toàn bộ kiến thức hóa học của lớp 12, nhưng 2018 là còn cộng thêm cả kiến thức hóa học của lớp 11 nữa. Nhưng tại sao thầy lại phải chữa những cái đề của năm 2017? Bởi vì là thầy muốn cho các em là hiện tại là bây giờ vẫn còn khá là nhiều bạn chưa học sang chương trình lớp 11. Chính vì vậy nên là thầy chữa cái đề này là để cho các em có được, các em chưa học lớp 11 thì các em có thể làm được với cái chương trình lớp 12 cho ta chắc đã. Rồi lại sau này thì dần dần khi mà học hết chương trình lớp 11 rồi, sau Tết âm thì bắt đầu chữa những cái đề tổng hợp có cả gộp cả chương trình lớp 11 vào để cho chúng ta có những cái nhìn trực quan nhất. Và cũng là gần đây thì cũng có khá là nhiều bạn có ý kiến về những cái đề thi thử không chuẩn. Em chú ý rằng là chúng ta nên làm những đề thi của bộ thì là cái kiến thức cũng như là cái việc mà ngôn từ cũng như là cách ăn nói đề của bộ nó sẽ chuẩn hơn, bởi vì là cái việc mà bộ là người ra đề mà, thì ta phải làm đề của bộ. Cái buổi livestream ngày hôm nay thì bắt đầu nó cái chuỗi livestream của tối thứ sáu hàng tuần của thầy thì chuyên chữa đề tổng hợp cho các bé 2000. Chính vì vậy là rất là cần những cái sự ủng hộ của các em. Rất là cảm ơn các em đã và đang theo dõi video livestream này. Nguyễn Giang thì ăn trưa thì thực sự là thầy chưa ăn. Thì vừa mới dậy lo về nhà thôi. Và cái buổi livestream của hôm nay thì thầy sẽ xin phép là nói về mặt chuyên môn nhiều hơn. Và cũng như vậy thì bây giờ là cái lúc mà chờ cho các bạn của các em vào trong video này thật nhiều thì rất mong muốn các bạn hãy xem lại video để mà vừa lấy được cái file bài tập và cũng như là vừa lấy được cái file giải chi tiết của thầy, xem lại về tường mà cũng là có một cái phần mà nội dung để mà ta có thể học lại cho sau này khi mà ta ôn lại. Hiện tại thì bây giờ xin phép các em một chút để thầy hiệu chỉnh máy và chuẩn bị cho cái buổi ngày hôm nay. Bây giờ là chương mục chào bạn bắt đầu. Chào bạn Vũ Thị Thu Hằng. 99 học thầy ngày xưa giờ vẫn xem. Cảm ơn các em. Các em nghe cái âm thanh ổn chưa? Cũng như là các em có thể comment cho thầy xem là âm thanh ổn chưa này. Hình ảnh thế nào? Sắc nét chưa? Giúp thầy chút. Chắc chắn là thì chữa chi tiết rồi. Thầy sẽ chữa chi tiết cho các em. Đấy. Thầy rất là mong muốn tất cả các bạn đã và đang theo dõi video live stream hãy cùng ủng hộ thầy nhé. Nguyễn Anh Ngọc: không em ơi, em nhìn kỹ lại nhá, đây là đề thi minh họa của năm 2017, có nghĩa là đề của năm ngoái chứ không phải là đề của năm nay. Đề năm nay vẫn chưa có thì tránh hiểu nhầm cho các em đấy. Đề này là đề 27 nhé, đề 27 là đề năm ngoái, thầy chữa đề năm ngoái. Còn lại đề năm nay thì đến lúc nào mà có thì thầy sẽ chữa cho các em. Ok, em hiểu ý thầy không? Nhá, vừa nãy đầu video livestream thầy đã nói rõ cho chúng ta biết rồi. Ok, em nghe thấy ổn chưa? Chắc là quay trở lại về livestream trên trang cá nhân thì sẽ là nhiều bạn có thể theo dõi hơn. Và thầy nghĩ rằng cũng là nhiều bạn chưa đi học về nên là cũng chưa có thời gian để theo dõi thầy. Các em có thể giúp thầy share cái video livestream của thầy vào trong các cái nhóm cũng như là các em thấy có nét không? Chắc là tối nay là tối thứ sáu. Ngoan Nguyễn, cảm ơn Ngoan Nguyễn, cảm ơn Ngô Khương, cảm ơn tất cả các em, cảm ơn Sơn Ngọc. Thì bắt đầu từ nay thì thầy sẽ kéo dài cái chuỗi livestream ở trên trang cá nhân, bởi vì trên 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 fanpage thì có nhiều bạn không xem được, quá có nhiều bạn cứ kêu nhắn tin vào fanpage, nhắn tin vào trang cá nhân bảo là thấy livestream lúc nào mà bạn không 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 được học ấy, không được theo dõi ấy. Thế nên là hôm nay thầy chuyển sang livestream trên trang cá nhân, từ nay sẽ livestream trên trang cá nhân để cho các em có thể theo dõi thầy được kỹ hơn. Chào Đức Hero, chào tất cả các em. Ok, rất là mong muốn các bạn theo dõi video livestream, hãy tác 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 giúp thầy thì tất cả các bạn của các em vào trong video này, mời mời giúp thầy tất cả các bạn của em vào trong video này. Chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì xin phép là hôm nay là thầy chữa hết tất cả các câu, ok. Nhưng mà nếu mà muộn quá mà thầy yếu sức quá thì các em thông cảm thầy chút là thầy chưa ăn gì, nên là nếu mà có đuối đuối sức thì các em cũng thông cảm thầy nhé. Ok, bây giờ thầy bắt đầu chữa câu đầu tiên để cho các em nhỉ. Thầy nhắc lại là kỳ đề này là đề minh họa của năm 2017 nhé, 2018 chưa có đề. Các em comment cho thầy đáp án của câu số 1.
Em hãy comment cho thầy đáp án của câu số 1. Câu số 1 đề bài hỏi: để thu được kim loại đồng từ dung dịch COS4 theo phương pháp thủy luyện, chúng ta chú ý nhớ lại phương pháp thủy luyện là phương pháp gì? Là phương pháp sử dụng kim loại mạnh đẩy kim loại yếu, đẩy kim loại yếu ra khỏi muối của nó, đúng chưa? Nhưng mà thủy luyện là có nước, nên là nếu mà ta thả canxi và thả natri vào thì canxi và natri sẽ tác dụng với nước, vì vậy nên loại canxi và natri, được chưa? Bạc là kim loại yếu hơn đồng, chính vì vậy nên loại bạc. Đáp án đúng, chúng ta đáp án sắt, được chưa? Đấy, rất là cảm ơn các bạn đã trả lời đáp án đúng của chúng ta là đáp án sắt. Ok, khá dễ dàng đúng không em? Và chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 2. Câu số 2: thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? Thầy cũng chờ đợi khoảng độ tầm 1 phút để cho các em có những cái đáp án cho câu số 2, sau đó thầy sẽ chữa nhé. 2C, Long nhanh quá nhỉ, Phạm Văn Long. Nó chờ đợi một chút. Sơn Ngọc cũng nhanh không kém, Nguyễn Thị Quỳnh Như cũng nhanh không kém. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? Chú ý đây là dung dịch HNO3, là dung dịch axit loại 1 thì axit axit loại 2. Axit loại 2 thì chỉ ngán mỗi vàng và platin thôi, nên là đồng tác dụng HNO3. Đây câu chú ý câu hỏi là không nhé. Vậy A loại. Cho sắt vào dung dịch sắt 3 thì chúng ta chú ý ở cái phương trình mà cho sắt vào dung dịch sắt 3 ấy, nó sẽ xảy ra là sắt cộng với lại sắt 3 cộng để tạo thành sắt 2 cộng. Và khá nhiều bạn là quên không biết cái cân bằng phương trình này thì chú ý là sắt nhường 2E. Sắt 3 cộng nhận 1E. Vậy này là 1, anh này là 2 và cái này là 3 cơ. Vậy B vẫn có xảy ra phản ứng. Chắc chắn là bạc tác dụng axit loại 1 thì axit loại 1 thì chỉ tác dụng với các kim loại đứng đâu nhỉ? Đứng trước hydro đúng không? Vì vậy nên là anh bạc đứng sau hydro, vậy nên không xảy ra phản ứng là C. Và còn kẽm tác dụng với đồng vẫn bình thường. Kẽm cộng với đồng 2 cộng thì tạo thành kẽm 2 cộng cộng đồng. Đúng không em? Đấy. Khá là dễ thôi. Không có gì là quá khó khăn cả. Ta tiếp tục sang câu số 3. Những câu lý thuyết rất dễ, đúng không? Chờ đợi một chút. Trong thực tế không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi ăn mòn? Thì như thực tế thì chúng ta biết rằng là cái việc mà bảo vệ ăn mòn kim loại nó rất là khó khăn đối với các em khi mà các em làm. Bởi vì ăn mòn nó là một cái gì đó các em không hiểu về mặt bản chất nên rất dễ sai. Thì chú ý là bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn thì người ta có các cái cách bảo vệ là bảo vệ bề mặt hoặc là anodizing sinh, đúng chưa? Thế nhưng mà nếu mà bảo vệ bề mặt thì là sẽ phủ một lớp sơn lên bề mặt là bảo vệ bề mặt, được chưa? Nhưng mà đây là không sử dụng. Thế nên phủ lớp sơn là sử dụng rồi nên loại đáp án C. Tiếp tục là anodizing. Anodizing thì cái việc mà anodizing đó là kim loại mà phủ lên hay là kim loại mà bảo vệ nó phải thì, làm sao nhỉ? Nó phải là có lớp màng oxit bền, đúng không? Và nó phải là mạnh hơn cái kim loại cần bảo vệ. Thế ở đây ta chú ý là kẽm lên bề mặt sắt thì chắc chắn là kẽm thì ăn mòn trước. Thiết lên bề mặt sắt chắc chắn thiết sẽ bị ăn mòn trước. Cũng có đồng với kim loại sắt, nếu mà gắn đồng nhé, không phải tránh, để bài rất tinh, gắn đồng kim loại sắt thì nó tạo thành pin điện hóa sắt. Đồng trong nó sắt đóng vai trò là anốt, đồng đóng vai trò là cathode. Thế lúc này anốt hy sinh là sắt bị hy sinh mất rồi, vậy không thể sử dụng cách gắn đồng sắt, này phá hủy sắt thì có, đúng không? Cái đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, câu ba đáp án A. Lúc này thì biết là nhiều bạn mới học đến nhôm thôi, nên là thầy mới cho chúng ta những cái câu như thế này, chứ không là lại cho vào những cái câu mà chương trình lớp 11 thì sợ là nhiều bạn chưa học đến, nên là các em chú ý một chút nhé. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 4. Thì chờ đợi đáp án số 4 của em. Để làm sạch lớp cặn trong dụng cụ đun và chứa nước nóng thì người ta dùng cái gì? Chúng ta phải hiểu là cái cặn trong dụng cụ đun và nước nóng là gồm cái gì, đúng không? Cặn trong dung dịch đun và nước nóng là gồm cái gì thì ta mới làm được. Thì cái cặn này này sinh ra do đâu? Sinh ra do nước cứng. Và cái cặn này thường là gì? Thường là các anh là CaCO3, MgCO3. Đây là câu hỏi liên quan nước cứng, thì biết là nhiều bạn học đến nước cứng rồi, đúng không? Thì cái lớp cặn này thì chắc chắn là không thể sử dụng nước vôi trong được. Nước vôi trong kiềm, đây là muối, chắc chắn là không thể dùng muối ăn, muối ăn chẳng có tác dụng gì. Ăn acrylic cũng không, chắc chắn là giấm ăn. Giấm ăn công thức là CH3COH.
Thì anh này tác dụng với lại CaCO3 thì nó tạo thành CO2, tác dụng với Mg C3 cũng tạo thành CO2 thì nó sẽ hòa tan được. Và đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Rất là cảm ơn các bạn đã trả lời đúng đáp án B. Và chúng ta tiếp tục sang câu số 5. Câu lý thuyết để tự chuyện nhanh nhanh một chút cho các em cùng học giỏi hơn, đúng không? À, chúng ta tiếp tục sang câu số 5, chỗ trong công nghiệp magie. Chúng ta chú ý là magie kim loại thường nhau 2A. Chú ý là câu hỏi là công nghiệp được điều chế bằng cách nào dưới đây? Chúng ta nhớ một điều là trong cái phương pháp mà điều chế kim loại thì các kim loại nhóm 1, 2, 3 có nghĩa là và nhôm đấy thì được điều chế bằng phương pháp điện, phân, nóng, chảy. Đúng chưa? Thế không thể điện phân dung dịch được tại vì nó sẽ tác dụng với nước. Vậy thì loại đúng chưa? Không thể dùng kali, kali tác dụng với nước nữa. Sắt cũng không thể đẩy được magie. Đáp án đúng chúng ta đáp án à, điện phân nóng chảy. Được chưa? Tiếp tục sang câu số 6 là một câu tính toán. Đấy, chờ đợi các bạn một chút, sau đó thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách bấm máy tính cho câu số 6. Ok. À, các em theo dõi video live stream thì share video live stream lại về trên trang cá nhân cũng như về tường, để lát nữa thầy đính kèm file bài tập về để cho các bạn lúc nào các bạn mà chưa làm được thì bạn có thể làm nhé. Được không? Các bạn nào ra đáp án chưa? Wow, nhanh quá. Wow, nhanh quá. À, chờ đợi một chút. Ok. Bây giờ thì chữa nhé, câu số 6. Các em để ý à, đề bài cho chúng ta là 13,8 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt vào dịch H2 bốn loại. Đặt số mol nhôm là A mol, số mol sắt là B mol. Ta sẽ có cái hệ đầu tiên. Thầy thích dùng máy tính này. 1, 2 à, 27A 56B bằng 13,8. Thầy dạy cả cách bấm máy tính nhé, thầy đang bấm máy tính bằng tay trái. Tiếp tục ta chú ý rằng là sinh ra hiro thì ta có là một anh nhôm thì sinh ra 1,5 hiro, vậy là 1,5A. Một anh sắt thì sinh ra 1 hiro, vậy là 1B bằng 10,08 chia 2,4 bằng. Vậy anh em tôi tìm được A bằng 0,2 mol, B bằng 0,15 mol. Đề bài hỏi phần trăm khối lượng của nhôm. Vậy ta tìm được khối lượng của nhôm ngay. Phần trăm khối lượng nhôm là 0,2 nhân 27 bằng chia 13,8 bằng 39,13%. Đáp án đúng đáp án C. Đấy, rất nhiều bạn chọn đáp án C thì là hoàn toàn chính xác. Ta tiếp tục sang một câu lý thuyết. Các em chú ý là cố gắng bấm máy tính nhanh như thầy nhá. Phấn đấu bấm máy tính nhanh như thầy. Chúng ta sang tiếp tục câu số 7. À, phương trình khoa học nào sau đây sai? Chắc là cũng khá nhiều bạn học đến Chrome này. Nếu mà bạn nào chưa làm được câu này thì cũng đừng nên vội làm những cái đề tổng hợp có lớp 11. Tại vì mình đã học hết lớp 12 đâu, đúng không? Mà chậm thì chắc. À, thì chúng ta chú ý rằng là Chrome, các bạn đứng Chrome, các áp dụng cái Chrome thì lên Chrome 3 là đúng. Nhưng đây hỏi sai cơ. Chrome tác dụng HCl cái này cũng đúng. Chrome tác dụng là NaOH đặc cũng đúng. Để nó đi Chrome Max. Chrome tác dụng H2 bốn loãng thì nó chỉ tạo thành là Chrome 2 thôi. Nên phản ứng A là phản ứng sai. À, Chrome vừa giống nhôm và giống sắt. Chrome mà tác dụng với axit loại 1 thì nó giống anh sắt. Và câu số 8. Câu số 8. Chúng ta làm việc năng suất đúng không? À, các em thầy cũng chỉ cho các em trong vòng 1 phút để trả lời câu hỏi của thầy thôi. Nên là các em cố gắng trả lời nhanh nhanh nên không là ao ạ. Thầy thấy lượt chia sẻ như hơi thấp. Các em chia sẻ nhanh nhanh lên để còn có nhiều bạn cùng học, chứ không các bạn lại không biết là thầy live stream ấy. À, nếu trong dung dịch MeCl3 và dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tủa màu gì? Thầy chú ý là cái bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch là sắt 3 cộng cộng OH trừ tạo thành FeOH 3 lần. Thế này là kết tủa màu nâu đỏ. Đáp án đúng đáp án D. Các bạn đã trả lời đúng gần hết rồi. Để tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 9 nhé. Câu số 9 một câu bài tập khá là thú vị. Câu số 9 một câu bài tập khá là thú vị. Đây là câu bài tập nó lại là like lý thuyết. Câu bài tập lại còn like lý thuyết. Khá là khó khăn đấy. Ta cố gắng giải nhanh rồi. 9 đề đủ dấu nhanh thế. Thầy hướng dẫn câu số 9 nhé. Amon sắt tác dụng với amon khí clo. Thực ra thì với cái cách làm của thầy khi đề bài cho amon, amon thì đọc luôn là một mol. Thì sắt tác dụng với clo để tạo thành FeCl3.
riêng giáp tác dụng cờ lo là nghe về sẽ là về thế cân bằng nhé, anh này 3/2. Với ngay tức ta nhìn này là anh nào dư rồi, một chia sắt là một, một chia cho 3/2 bằng 2/3, vậy chắc chắn cờ lo hết, vậy đây là cờ lo phản ứng là một mol, thì ngay tức suy ngược lại số mol sắt, một nhân một chia 3/2, một chia 3/2 thì bằng 2/3 đúng không, một chia 3/2 thì bằng 2/3, vậy suy ra số mol sắt còn dư 1/3. Cờ lo hết, ta đánh FeCl3 của chúng ta bằng 2/3, vậy Fe2 sau phản ứng 2/3. Tiếp tục hỗn hợp chất đan X, vậy hỗn hợp chất đan X cụ thể gồm FeCl3 và Fe, FeCl3 với số mol là 2/3, Fe với số mol 1/3. Khá nhiều bạn quên mất một điều rằng là khi mà hòa tan vào nước thì FeCl3 sẽ tạo thành dung dịch sắt 3 và sắt 3 lại hòa tan sắt, nên có phản ứng mà các bạn hay quên là sắt cộng với sắt 3 cộng thì tạo thành sắt 2 cộng. Cái phản ứng này vừa nãy thầy vừa cân bằng, anh này 2, anh này 3 đúng không, số mol sắt bằng 1/3, số mol sắt 3 bằng 2/3, vậy ta thấy phản ứng này vừa hết, vậy tạo thành sắt 2, sắt 2 là 1. Đấy, chúng ta phải tính ý. Vậy ngay tức thì dung dịch Y của chúng ta không tác dụng với chất nào sau đây, với dung dịch Y của thầy suy ra Y chỉ gồm FeCl2 thì không tác dụng nhé. Thì ta có này Cl trừ thì tác dụng với bạc cộng để tạo thành AgCl, vậy loại A. Fe2 cộng thì tác dụng với OH trừ vậy để tạo thành FeOH 2 lần, vậy loại B. FeCl2 tác dụng được với clo để tạo thành FeCl3, vậy loại C. Đồng không đẩy được sắt, vậy không tác dụng với chất đồng. Để cho các em. Đấy. Ok. Sao lại có bạn comment số điện thoại nhỉ? Thầy cũng không hiểu. Chúng ta đang tiếp tục câu số 10. Thầy không hiểu bạn bảo chung comment số điện thoại làm gì, thầy thầy đang chữa bài cho các em thôi. Và đây là cái đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Thì thầy muốn chữa cho các em cái nhìn tổng quan hơn về cái việc học hóa cho đến bây giờ các em. Thầy muốn chữa hết tất cả cái đề này. Nên là rất là mong các bạn cùng ủng hộ thầy. Chúng ta tiếp tục sang câu số 10. Cho dãy các kim loại. Và số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2O4 loãng này. Chú ý là H2O4 loãng nhé. Điều kiện mà kim loại muốn phản ứng với H2O4 loãng thì kim loại phải đứng trước hydro trong dãy điện thoại. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên ra mũ hỏi cửa hàng đúng chưa, vậy chỉ có hai đáp án đúng, chúng ta đáp án B. Chúng ta tiếp tục sang câu số 11. Câu 11 wow, Vi Hà 11 đã C rồi, nhanh đi Nguyễn Hoàng Học B 10B Kim Long đúng rồi, anh Tuyết rồi. Câu 11, để phân biệt các dung dịch riêng biệt có thể dùng dung dịch nào, phân biệt các dung dịch riêng biệt nhé, dung dịch nào. Vậy thì bây giờ ta nhìn này, chú ý này, cái kỹ năng này là cần kỹ cần có này. Ta có là ion Cl trừ tách ra thành anion, gốc axit đều là Cl trừ nên không thể phân biệt bằng anion được, vậy ta chỉ có thể phân biệt bằng cation thôi. Cation ta có Na cộng, Mag 2 cộng, can nhôm 2 cộng và sắt. Vậy thì nếu mà sử dụng mà phân biệt cation thì cái thuốc thực tốt nhất là ta nên sử dụng thuốc thực OH trừ. OH trừ mà vào á thì NaCl không hiện tượng, MgCl thì tạo thành kết tủa MgOH, kết tủa màu trắng. AlCl3 thì tạo thành kết tủa rồi kết tủa tan. FeCl3 thì tạo được kết tủa nâu đỏ. Vậy chắc chắn đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Nào, rất là dễ đúng không? Rồi, ok, cảm ơn các em, cảm ơn Nguyễn Giang, cảm ơn Tuấn Em. Thầy vẫn ốm Tuấn Em ạ. Nói khàn chính xác, thầy vừa mới dạy. Thầy vừa mới dạy một khóa 2000, xong rồi lại dạy một khóa 2K1 từ 7 giờ rưỡi đến bây giờ về livestream với các em. Ok, chưa ăn gì. Chưa ăn gì luôn. Hơi bị đói, nhưng mà thôi. À, cố gắng giúp đỡ các em thi điểm cao. Nhớ ơn thầy nhá. Nung hỗn hợp mà X gồm 2,7 gam nhôm, đây phản ứng nhiệt nhôm 0,1 và 10,8 gam sắt oxit Fe2O3, 10,8 là số mol, là 10,8 chia cho 7,2 bằng 0,15. Chú ý đây cũng từ sau một thời gian. Thu được hỗn hợp Y, khổ thế. Để hòa tan hoàn toàn Y thì cần vừa đủ. Chúng ta chú ý một điều là khi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm ấy, thì nhôm sẽ phải A là 2O3 này,
sắt FeO sẽ về Fe, nhưng đây là sau một thời gian nên ta vẫn có khả năng nhôm dư, vẫn có khả năng FeO dư, thế rất là khó. Nhưng mà chú ý rằng là cho tác dụng H24 hoàn toàn thì gần đủ. Thì chú ý một điều là dù là Al3 hay là nhôm dư thì vẫn tạo thành Al2 SO4 ba lần. Sắt thay FeO thì đều tạo thành Fe2. Sorry, Fe4. Nó vậy câu chuyện rất là đơn giản, vì là nhôm thì thầy bảo toàn nhôm 0,1. Thì ở đây thì chia cho 2 đúng không? 0,1 chia 2 bằng 0,05. Và sắt trước phản ứng 0,15 thì chú đây 0,15. Với hoàn toàn thầy bảo toàn gốc SO4 thì tìm được số mol H24 bằng 0,05 nhân 3 cộng 0,15 nhân 1. 0,05 nhân 3 thì bằng 0,15 cộng 0,15 nhân 1 thì bằng 0,15, nó bằng 0,13. Đấy, ngay tức là tìm được về. 0,3 chia 1 bằng 0,13. 0,3 lít nó bằng 300 ml, đáp án đúng đáp án C. Yeah. Rất là dễ đúng không? Sang câu 13. Sang câu 13 nào. À, các bạn nào mà muốn lấy file bài giải chi tiết và cái file đề ấy, thì có thể để lại email. À, chắc phải sáng mai thì mới gửi được. À, câu 13. Những bạn nào mà chưa kịp theo dõi những câu trước thì xem về tường xong rồi là sáng mai xem lại từ đầu thì ok. À, mấy bạn bảo thầy nói chậm thôi. Ok. Tori KBA khóa C vẫn bị lỗi không xem được các bài nào ấy mời. Em chụp cho thầy cái bài mà khóa C bị lỗi xong gửi inbox cho thầy nha, thầy ở bên kỹ thuật sửa. Kim Long nhanh ứng. Ok, thì chơi tiếp nhé. Không lan man nhiều. Hỗn hợp CU và F2O3. Vào thôi thì khác gì là dư. À, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, chú ý cũng được hoàn toàn, thì thu được dung dịch X và một chất rắn không tan. Chú ý thì HCl dư thì chắc chắn là Fe2O3 tan hết. Fe2O3 tan hết, đầu tiên nó sẽ tạo thành Fe3 cộng, đúng không? Đầu tiên tạo thành Fe3 cộng. Nhưng sau đó ngay lập tức chắc chắn Fe đồng sẽ tác dụng với sắt 3 cộng để tạo thành, thì tạo thành gì? Đồng 2 cộng. Đúng không? Và sắt 2 cộng. Chất rắn dư này không thể là Fe2O3 bởi vì HCl dư rồi. Nên chất rắn không tan này chỉ còn có thể là đồng. Và chúng ta chú ý một điều là nếu đồng dư thì sắt 3 cộng phải hết. Dẫn đến muối trong dịch X sẽ chỉ gồm gì? Đồng 2 cộng, sắt 2 cộng. Không có sắt 3 cộng. Không có sắt 3 cộng. Có đồng 2 cộng. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. COCl2 và FeCl2. Được chưa? Thầy cố gắng giải rất là chậm nha. Các em chú ý theo dõi nha. Và tiếp tục sang câu 14. Nước thải công nghiệp. Câu 14. Nước thải công nghiệp thì thường chứa các ion kim loại nặng như thủy ngân, chì, sắt 3 cộng. Để xử lý sơ bộ nước thải trên làm giảm nồng độ cái ion kim loại với chi phí thấp thì người ta dùng chất nào sau đây? Thì có nghĩa là để giảm nồng độ thì người ta thường hay là sử dụng cái phương pháp kết tủa. Và nếu mà sử dụng phương pháp kết tủa thì người ta phải sử dụng là, ta nhớ là các ion kim loại này thì thường hay kết tủa là hydroxit nó kết tủa. Vì vậy nên ta phải sử dụng OH trừ. Giữa KOH và CaOH lần thì ta chọn một trong hai. Không biết các em chọn đáp án nào nhỉ? À, chúng ta chớ nhớ là người ta đã nói là cái chi phí thấp thì cái gì lại nhất? Em có thấy người ta bán phổ biến KOH không? Rất ít đúng không? Nhưng mà người ta bán phổ biến CaOH lần rất là nhiều. Nó là nước vôi mà. Nước vôi thì cực kỳ rẻ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Cái câu đường nho này cũng khá là hay. Câu 15 chất nào sau đây có tên gọi là đường nho đấy. Câu đường nho cũng khá là hay. Thì trước khi chữa sang câu đường nho thì lại một lần nữa thì để nhắc nhở là các bạn nào mà muốn lấy lại những cái file bài tập cũng như là chữa dạng thì share lại video này lên trên trang cá nhân nhé. Những cái bạn mà học offline của thầy cũng như online thầy thì biết những bạn nào học offline và online đang chưa xem thì mời các bạn vào đây xem để cho các bạn ấy đỡ phải đi tìm linh tinh. Chứ không lại cứ đi tìm thì chết. Ok, tí nữa thầy sẽ trả lời tin nhắn của em. À, câu 15 chất nào sau đây có tên gọi là đường nho. Đường nho là cái nào nhỉ? Đường nho là fructose hay là glu? Đúng không? Glu đúng không? Glucose là đường nho, thế sacrose là gì? Đường mía. Fructose là đường gì? Đường mật ong, mật ong. Glucose. Câu 16 à. Câu 16. Cho 50 ml dung dịch glucose
16. Cho 50 ml dung dịch, sorry, cho 500 ml dung dịch glucose C6 H12O6. Khéo bây giờ nhiều nhiều bạn học vô cơ quên hết tiểu cờ. Tác dụng hoàn toàn với lượng dư dịch AgNO3 trong NH3. Dư. Thu được bạc. Số bạc là 10,8 trên 108 mà 0,1 mol. Các chú ý là một anh glucose thì có một anh chó. Và một con chó thì cho ra hai đường bạc. Và hiệu suất thì không nói năng gì, mình hoàn toàn đã tìm được số mol 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Đến đây đã tìm được nồng độ đúng không? Nồng độ bằng 0,05 chia 0,5 bằng 1. Ở đây thì bấm máy tính tay trái chứng minh cho các em một điều biết rằng là thầy già rồi thầy vẫn làm được. Thì chẳng có cớ thì các em không làm được bằng chứng minh bấm máy tính tay trái cả. Thấy chưa? Sang câu 17. Cái câu này sử dụng cái phương pháp tìm đường phân bằng cách đếm ngón tay của thầy đúng không? Số este có công thức phân tử là C4H8O2. Thì ta đưa nó về dạng là R1COOR2 đúng không? Thì thầy có là R1 cộng R2 số nguyên tử carbon bằng 4 trừ đi 1 thì còn 3. Chú ý là R1 lớn bằng 0, R lớn bằng 1. Nên ta có chiêu 0 cộng 3 1 cộng 2. Este thì được quyền đổi chỗ, nên ta sẽ có là 2 cộng 1. Dĩ nhiên không có 3 cộng 0 tại vì đề bài chúng ta lấy este 3 cộng 0 là axit. 3, 4, 5, 2, 4, 8 0 có 1, 1 có 1, 2 có 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy thì có tổng số đồng phân 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án C. Thế biết là khá nhiều bạn không biết cái cách này. Thế là những bạn nào mà không biết cái cách này thì ngay lập tức inbox cho thầy để thầy gửi cho chúng ta cái video xác định tìm đường phân bằng phương pháp 345248 nhé. Hoặc các em có thể đi lên trên YouTube search cái Milin cũng có. Hoặc các em lên fanpage cũng có cái video ngày đầu tiên để mà chúng ta có thể học lại cái phương pháp tìm đường phân nhanh này. Được chưa? Những bạn nào mà không biết thì nhắn tin cho thầy để thầy giúp đỡ. Được chưa? Ta tiếp tục sang câu số 18. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường X tạo với dung dịch iốt hợp chất màu xanh tím, thì biết ngay là gì rồi. Tinh bột đúng không? Tinh bột thôi. Làm gì nữa là dại đi chọn glycogen, nghe nó hơi lạ lạ. Những bạn nào mà không biết cái cách giải câu số 17 này thì xem lại video lên trên tường thì chốc xem lại xong rồi inbox cho thầy để thầy gửi cho link cái video nhé. Tiếp tục là câu 19, phản ứng có màu bí ure. Và chú ý là cái phản ứng màu bí ure là phản ứng đặc trưng của bọn protein, bọn peptid. Và chú ý là bọn peptid thì nó phải làm sao nhỉ? Đặc trưng bọn N peptid. Bọn N peptid này N phải lớn bằng mấy? 3. Có nghĩa là từ tripeptid trở lên. May mắn chúng ta là chất béo loại, tinh bột loại, xác loại. Đáp án đúng, chúng ta đáp án protein. Tiếp tục là câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng? Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh. Tất cả các amin nhé, làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh. Cái này sai. Anidin thì sao? Không được. Ở nhiệt độ thường tất cả các amin đều tan nhiều trong nước. Cái này cũng sai. Anidin thì sao? Anidin có tan trong nước đâu. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anidin có thể dùng HCl. Chú ý, ta thấy anilin C6H5N này tác dụng HCl thì tạo thành C6H5NH3Cl. Anh này là muối tan nên cái này được. Các amin đều không độc là sai. Các amin đều rất độc. Phải đáp án đúng, chúng ta đáp án C. Được chưa các em? C. Cảm ơn Nguyễn Bảo Ngọc. Cảm ơn anh Tuyết. Chúng ta sang câu 21 nhé. Không biết là thầy chữa có nhanh lắm không các em nhỉ? Em có theo dõi kịp không? Bạn nào không theo dõi kịp thì share video lại về tường xong về nhà theo dõi lại nhé. Tua lại nhé. 21 nè. 21 nè. 15 gram glycin. Cái chuỗi này cũng khó nhớ đấy. Chỗ này ta phải nhớ là gly bao nhiêu, ala bao nhiêu, valin bao nhiêu, acid glu bao nhiêu và lysin bao nhiêu. Này các em phải nhớ, nhớ phân tử khối tính nhanh ấy. Ok, thầy sẽ giảng chậm thêm một chút nữa. Chắc là thầy đang mải quen với lại các bạn học sinh học offline với online của thầy. Ok, giờ thầy sẽ nói chậm hơn chút nữa. Thầy sợ là các em mất thời gian ấy. Thầy sợ nhiều bạn không thích thôi.
À, số mol được lysine, tôi chú ý rằng phân tử khối của lysine là 15. Thế ngày tôi ta tìm được số mol của lysine là lấy 15 chia cho 75 thì bằng 0,5 đúng không? Từ từ đợi thầy tí cho bấm máy tính. Thầy nhầm hay sai lắm. 0,2 đấy. Hôm nọ chữa cái đề điện hóa đúng không? Điện hóa là điện phân nhỉ? Nhầm nhầm phát mà chảy chật từ đầu đến cuối. Đáp án câu 21 thì ở mặt đằng sau. À, tiếp tục nhé. Vào 300 ml dung dịch HCl. Thu được dung dịch X, đây là dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với người cao hát. Đủ nhé. Số mol cao hát của thầy bằng 2 nhân với 0,25 bằng 0,5. Chú ý là tác dụng cao hát thì lại phải thể hiện nhóm COH. Thì Gly có một nhóm COH. Thu được dung dịch Y. Cô cả dung dịch Y gồm chất rắn. Thì chú ý là Gly có một nhóm COH thì nó sẽ bỏ một hydro, đớp một kali. HCl tác dụng cao hát thì tạo thành KCl. Đúng chưa? Vậy ta bảo toàn gốc Gly, đây là 0,2 mol. Bảo toàn kali 0,5, bởi vì vừa đủ mà, 0,5 trừ 0,2, đây là một kali này. 0,5 trừ 0,2 thì còn 0,3. Vậy mà muối chúng ta, đây là cách này do thầy nghĩ ra, nên cách này khá là nhanh. Được chưa? À, chúng ta chú ý khối lượng. Khối lượng ta bấm nhá, bấm nhanh này. Bấm nhanh 0,2 nhân Gly xin là 75 trừ 1 cộng 39 cộng 0,3 nhân 39 cộng 35,5 44,95. Không biết có đáp án không? Thầy luôn tay quá. 44,95 có đây không? À, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Một số bạn bạn ấy nói đề về rồi xong bạn làm rồi nên là bạn đã làm nhanh thôi. À, các em tiếp tục theo dõi nhé. Chúng ta trả lời tiếp câu số 22. À, xin phép thầy uống nước chút. Khát nước quá. Alo, câu 22 nào các em. Các bạn nhớ share lại video này về tường để mà có cái tài liệu để mà ôn. À, bởi vì sẽ có rất nhiều cái câu này sẽ trùng với những cái câu mà trong đề thi thử ở trên trường các em sẽ có đấy. Chất không có phản ứng thủy phân. Thủy phân nhé. Các bạn chú ý rằng là những cái bọn không thủy phân là bọn monosaccharide. Chứ este là có thủy phân này. Anh này là dipeptide nó cũng có thủy phân này. Saccharose là disaccharide cũng có thủy phân. Chỉ có glucose là không. Đúng chưa? Này chúng ta là gọi là tập thể dục ấy mà. Câu 23. Cho hai gam hỗn hợp gồm. Câu 23. Cho 2 gam hỗn hợp X gồm metinamin. Nhiều bạn là chết ở chỗ mà không biết nhớ được cái công thức của metinamin đấy. Dimetinamin NHCl3. Hay thì viết tắt nhé. Hay viết lại. Phản ứng vừa đủ với HCl. Số mol mà 0,05. Thì thu được muối, thì chẳng cần quan tâm muối là gì. Đến đây thì sử dụng bảo toàn khối lượng. Thế có mở cái chất ta phản ứng là 2 cộng với lại MCl 0,05 nhân 36,5 thì bằng mở muối. Nhưng bạn cứ chầy chặt đi tìm xem muối là gì, thực ra đã không cần thiết. Bấm máy tính cái là sao? 2 cộng với 0,05 nhân 36,5 bằng 3,825. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Khá là dễ. Chúng ta tiếp tục sang câu 24. Thầy đang cố gắng nói chậm chậm này rồi, không biết là các em có theo kịp không? Đã còn 16 câu nữa rồi. Nhưng mà chuẩn bị đến những câu khó rồi. Chuẩn bị đến những câu xương rồi. Bắt đầu là toàn những câu dễ thôi. Bây giờ chuẩn bị đến những câu xương, xương sầu rồi. Và lượt xem như kiểu cũng nhiều lên nhỉ. À, chắc là nhiều bạn chăm học hơn. Câu 24. Thủy phân 4,4 gam đã từ rất lâu rồi. Cảm ơn Trần Huy Hoàng. Thủy phân 4,4 gam etin acetat, chúng ta nhớ etin acetat là CH3 COO CH5. Thế ta tìm được số mol luôn. Ta lấy là 4,4 chia 88, trường tích cực đấy. Cố lên em. 0,05 mol. Bằng dung dịch nào ấy. Số mol bằng 0,2 nhân 0,1 bằng 0,02. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thì thu được CH3 CONA
C2 là MH. Chúng ta chú ý rằng là số mol ST nhiều hơn số mol NH, nên chắc chắn là bài này sẽ tính toán theo số mol NH. Thật ra thì bài nói với ta rằng là cô cạn nên anh C6, C2H5H sẽ bay hơi, biến mất. Đúng không? Những thằng nào bay hơi biến mất. Khá nhiều bạn hỏi thầy rằng là anh này AH0 rồi. Nên là nếu mà AH dư thì nó sẽ còn, nhưng mà anh này hết rồi. Khá may mắn chúng ta là CH5OH là bài hơi. Bây giờ còn CH3CONa và CH3COCH5. Rất nhiều bạn hỏi thầy là CH3COCH5 là có tồn tại thể rắn không? Thì anh này nó là ST, ST giống như là nước hoa, nó sẽ bay hơi nốt. Vậy chỉ còn khối lượng của CH3CONa thôi. Ta tìm được khối lượng của CH3CONa bằng 0,02. Thầy dạy hướng dẫn chúng ta cách bấm máy tính nhé. Nhân với bằng hóa đơn này. 15 này, cộng này. 44 này, cộng này. 23 này. 1,64 gam. Đang đúng đáp án gì? Để cho các em. Chúng ta tiếp tục sang câu 25. Câu 25 còn một câu khá là hay. Bắt đầu nâng tầm khó khó rồi. Ok Tuấn em cứ inbox đi. Chốc nữa thầy like xong thì thầy mới trả lời được. Xin phép là thầy trả lời hơi muộn, chứ bởi thầy like xong thì phải đi ăn cơm. Đói lắm. Bụng đang kêu ọc ọc. Không biết các em có nghe thấy bụng thầy không? M gam FE và dung dịch chứa FE nổ 3 lần. Những bạn nào mà muốn học giỏi thì các em có thể là ngay lập tức là lấy luôn cái điện thoại, xong rồi là lấy luôn cái máy tính, xong rồi có nhát bấm cùng thầy nhá. Thầy nhiều lúc bấm máy tính nhầm ấy, xong rồi comment đáp án lại đây để cho chúng ta cùng giỏi. Một lần sai là một lần nhớ mà, đừng ngại sai. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam chất rắn Z. Thế ta chú ý một điều này. Sắt vào đồng thì chắc chắn là sắt 2. Thế nên là trong dung dịch Y chúng ta là chắc chắn là có gì? Sắt 2. Và sắt vào sắt 3 cộng vậy chắc chắn có sắt 2. FeN đổi 3 lần. 2 lần. Chắc chắn có sắt 2 nhé. Chất rắn Z này của chúng ta dư có thể là sắt hoặc đồng. Nhưng mà bởi vì là sắt hoặc đồng dư thì điều này tương đương với việc gì? Chất rắn Z này chúng ta chắc chắn có đồng. Cũng có khả năng có sắt, cái này ta cũng chưa biết được. Nhưng mà chắc chắn có đồng. Thế mà bởi vì là chất rắn này dư, chắc chắn có đồng nên là không thể tồn tại mối sắt 3 được, nên không có sắt 3. Vậy còn một khả năng nữa có CuNO3 2 lần. Dư. Vậy thì đặt. Thì đặt số mol sắt phản ứng nhé. Là x mol. Thì số mol sắt sau phản ứng này. X cộng 0,1. Đúng không? Bằng 0,1 x 0,1 cộng x. Thế vậy ngay tức thì bảo toàn cái gốc N3 trừ thì tìm được số mol là CuNO3 2 lần. N3 trừ trước phản ứng 0,1 x 3 cộng 0,4 x 2 trừ 0,1 cộng x x 2 được bao nhiêu chia 2. Thì số mol CuNO3 trừ sau phản ứng bằng 0,3 cộng 0,8 trừ đi 0,2 bằng 0,9 chia 2 bằng 0,45 trừ 2 chia 2 bằng trừ x. Vậy số mol CuNO3 2 lần là bằng 0,45 trừ x. Được chưa? Thế tiếp tục. Vậy thì hoàn toàn ta bảo toàn đồng thì ta tìm được số mol đồng. Đúng không? Ta lấy 0,4 trừ 0,45 thì bằng âm 0,05 trừ đi trừ x là bằng x. X cộng với lại 0,05. Không làm. Đúng không? Do là thu được dung dịch Y mà gam chất rắn Z thì ta có là do là m đầu bằng m sau. Đúng không? M trước bằng m sau nên delta m bằng nhau. Delta m phải bằng 0. Hay nói khác, m vào bằng m ra. M vào của chúng ta là gì? Là sắp vào đúng không? 56x. M ra của chúng ta là gì? Đồng bám vào đúng không? 64 nhân x cộng 0,05. Thế đây tìm x bằng x cộng hay x trừ nhỉ? X trừ 0,05 sau đi các em, 0,4 trừ đi 0,45 x trừ 0,05. Thầy hay nhầm nhầm lắm nên là lúc nào thầy nhầm nhầm các em phải nhớ hội thầy. Là 64 trừ đi 56 thì bằng
8, người ta có là 0,05 chia 8. X bằng 6,25 nhân 10 trừ 3. Thầy thấy những người ngợ như thầy tính nhầm đâu. Vậy căn tan tin mà gam sắt là bằng 6,25 nhân 10 mũ trừ 3. N nhân 64 trừ đi 0,05. Ơ không, đúng không nhỉ? Hình như tăng lỗi. Các em tính lại thầy xem thầy tăng lỗi đâu. Em tính lại giúp thầy, bấm máy tính lại giúp thầy này. À, đúng không nhỉ? 56x thì bằng 64 nhân bằng một đơn x trừ 0,05. Từ đó suy ra x bằng, chắc là thì tăng tính nhầm, 8x. À, chứ nhân 64. 8x thì bằng 64. 3,2. Tính nhầm ấy, suy ra x bằng 3,2 chia 8 bằng 0,4. Thế nên tìm được mờ sắt x bằng 0,4. Thì mờ 0,4 nhân 56. 2,4. Đó là đáp án C. Thế mà không được đảo nhập thầy. Rồi, thank you các em. Nào đúng đáp án C. Rồi, thank you. Vinamilk. Và tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 26. Chắc khó lên rồi nên là nhiều bạn bắt đầu buông bỏ. À, những bạn nào muốn luyện là 8, 9, 10. Đây mới tầm 8 thôi các em. Câu này câu đồ thị cũng khá hay đấy. Nhỏ từ từ dung dịch BaOH 2 lần. Vào dung dịch chứa Al2H4 3 lần. Thì kết tủa đầu tiên là nó phải tạo thành kết tủa Ba2H4. Cái đoạn từ đây chạy đây này là đoạn này sự hình thành kết tủa của BaSO4 và AlOH 3 lần. Và khi lên đỉnh là kết tủa đạt cực đại. Bắt đầu khi tan cái đoạn này là lúc này xảy ra cái phản ứng là AlOH 3 lần cộng OH trừ để tạo thành AlOH 4 lần trừ. Đến điểm này là Al, đến điểm này trở đi là chỉ tồn tại anh BaSO4 bởi BaSO4 không tan và anh AlOH 4 lần trừ. Hay tương đương với cái chất đó là chất BaSO4 và AlOH 4 lần, tất cả 2 lần. Vậy thầy tìm được cái khối lượng kết tủa bằng 69,9 chia 233. 69,9 chia 233 bằng 0,3 mol. Mà số mol của BaOH 2 lần chưa biết đúng không? Đề bài hỏi là xác định giá trị của V gần nhất. Đây là V này. V thể tích dung dịch BaOH 2 lần. Thế 0,3 này là kết tủa hết ion S42 trừ. Vậy hoàn toàn thầy tìm được cái phản ứng này. Thì là do vậy thì tóm tắt lại là phản ứng của BaOH 2 lần tại cái điểm này, điểm V này cộng với lại Al243 lần để tạo thành hỗn hợp BaSO4. Ta phải tìm được số mol là 0,3 và BaAlOH 4 lần tất cả 2 lần. Vậy là ion nhất 4 trừ tụ hợp hết đây nên ta bảo toàn gốc S4 là tìm được số mol Al243 lần. 0,3 chia 3 bằng 0,1. À, hoàn toàn đến đây ta sẽ tìm được số mol gốc S4. Từ đó suy ra số mol nhôm 0,1 nhân 2 bằng 0,2 chia 2 bằng 0,1. Cuối cùng ta bảo toàn nguyên tử, nguyên tố bari. Dĩ nhiên rồi, trong đề không có câu này mà. Câu này thầy lười các em một tí để cho các em ngồi đây làm cho nó nhớ. À, 0,3 nhân 1 cộng 0,1 nhân 1 bằng 0,4. Vậy số mol BaOH 2 lần bằng 0,4. Số mol của BaOH 2 lần bằng 0,4. Thì ngay lập tức ta tìm được V bằng 0,4 mà chia cho 0,2. Ơ, thế à? 4 chia 0,2 bằng 2. 2 thì gần thằng nào hơn nhỉ? 0,4 chia 0,2 bằng 2. 2 gần 2,1 hơn đúng không? Đáp án đúng chúng ta đáp án B. Bạn nào mà muốn theo dõi lại cái cách giải của cái câu này. Câu này khá là hay đấy. Câu đồ thị này khá là hay. Thì share lại video nhé. Rồi buổi sau rồi mà check lại. Câu này rất là hay. Nên là câu này tôi muốn chen vào đây. Nó khác so với những câu trước để cho các em biết.
Đọng quá các em ơi. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 27. Cái bài chúng ta lúc này đã khó rồi. Câu số 27. Cho bột sắt vào hỗn hợp gồm. Bột sắt vào hỗn hợp gồm NaNO3 và Cl. Cho nên khi phản ứng kết thúc, chúng ta chú ý cụm từ kết thúc. Ngay lập tức ta có thu được dung dịch gồm dung dịch X và hỗn hợp khí gồm NO và hydro. Chúng ta chú ý một điều là khi đã sinh ra hydro thì có nghĩa thứ tự phản ứng đầu tiên H cộng cộng NO3 trừ sinh ra NO và lại có tiếp tục H cộng sinh ra H2. Điều này chứng tỏ NO3 trừ hết. NO3 trừ hết suy ra trong dung dịch X, có nghĩa là NO3 trừ chuyển hết thành NO. Trong dung dịch X không có NO3 trừ. Vậy loại ngay đáp án C. Loại ngay đáp án B. Được chưa? Chất ăn không tan. Chất ăn không tan ta là trong này chỉ có bột sắt và bộ này thôi. Vậy chất ăn không tan chỉ có thể là sắt dư. Mà có sắt dư thì không thể tồn tại muối sắt ba được. Vậy lại loại tiếp à? Đáp án đúng đáp án gì? Khá là nhanh em á. Khá là nhanh. Anh Tuyết lưu lại video live stream nhá, để mà về mà xem lại bài đồ thị. Bài đồ thị dĩ nhiên rồi, nó khó mà. Câu 28 làm câu cũng khá là hay. Bắt đầu các em thấy độ khó tăng là dần chưa? Câu 28. Những câu dễ thì chữa nhanh nhanh, bây giờ sang mấy câu khó khó thì phải bắt đầu chữa chậm chậm. 28. Dung dịch X gồm CuNO3 2 lần. Câu này câu khó đấy. Không phải câu 2 mol và H2S4. Không phải 1 mol. Khối lượng sắt tối đa phản ứng được với dung dịch X là bao nhiêu? Biết NO là sản phẩm duy nhất. Vậy là với cái câu này. Với câu này ta phải giải cách này. Thế chú ý là cái thứ tự phản ứng xảy ra như sau. Đầu tiên là đồng hai cộng. Sorry. Đầu tiên là H cộng cộng NO3 trừ để tạo thành NO. Vậy ta cân bằng những nitơ dương 5 về nitơ dương 2. 5 trừ 2 bằng 3. Vậy này là cộng thêm 3. Số mol H cộng chúng ta bằng 0,1 nhân 2. 0,2. Số mol NO3 trừ bằng 0,2 nhân 2 bằng 0,4. Được chưa? Anh này cộng 3 này tạo thành NO, bắt đầu thể cân bằng nhá. Bên này có nước này. 3 e vậy bây giờ thì sẽ có NO giữ nguyên. Nước là H2O, vậy này phải cần có 3 trừ đi 1 thì còn 2. 4 hết cộng. Vậy ngay tức ta biết được rằng là 0,2 chia 4 thì bằng 0,5. Điều này dẫn đến NO3 trừ hết. Suy số mol này trao đổi bằng 0,04 nhân 3 bằng 0,12. Suy ngược lại được số mol H cộng. 0,4 nhân 4 chia 1 thì bằng 0,16. Vậy suy ra số mol H cộng dư bằng 0,02. 0,2 chứ 0,06 bằng 0,4. NO3 trừ hết. Số mol này bằng 0,12. Tiếp tục. Do H cộng còn dư nên sẽ xảy ra phản ứng tiếp tục. Đó là phản ứng gì? H cộng nhận 2 để tạo thành H2. Số mol H cộng 0,04. 0,4 nhân 2 chia 2 bằng 0,1. Mặt khác ta còn một phản ứng nữa. Đồng 2 cộng. Rất nhiều bạn quên phản ứng này. Nhận 2 để tạo thành đồng. Số mol đồng 2 cộng 0,02 nhân 2 bằng 0,04. Vậy thì tìm được tổng số mol trao đổi bằng 0,12 cộng 0,04 cộng 0,04. Số mol trao đổi bằng. Đây một câu axit loại 2 kết hợp với ion electron kết hợp với lại điện hóa nên là khá là hay. Bạn nào mà muốn nghiên cứu kỹ câu này thì nên xem lưu lại video về tường để mai chúng ta có thể tụ lại xem. Được chưa? Bằng 0,2. Do số mol trao đổi bằng 0,2 thì chính bằng 2 lần số mol sắt.
nên suy ra cho con sắt bằng 0,1. Hoàn toàn đã tìm được khối lượng sắt tối đa mà phản ứng được, 5,6 gram. Đó là đúng đáp án B. Được chưa? Ok, tiếp tục. Phần tiếp theo. Em hiểu chưa các em? Bạn nào không hiểu? Chắc khó quá. Lặng gần hết rồi. Có bạn nào không hiểu nhỉ? Bạn nào không hiểu comment ở bên dưới thầy nào. Wow. Các em nghe thấy giọng của thầy bắt đầu khan dần đều rồi. Đó quá. Câu 29. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 29. À, câu 29 câu lý thuyết à, chắc là cũng dễ thôi. À, dĩ nhiên rồi câu à, ok. À, bạn Trà lưu lại về tường nhá. Xong rồi sáng mai xem lại. Còn chỗ nào không hiểu thì nhắn tin cho thầy, ok. À, sai là hạnh phúc ở chung ạ. Không có gì cả. Một lần sai là một lần nhớ. Được chưa em? Có bạn nào có vấn đề gì nữa không? Trang Nguyễn. Trang Nguyễn theo dõi đi. Ok, Trang Nguyễn xe về tường đi. Ờ, cảm ơn Nguyễn Công Nhân. Thank you em. Tiếp tục sang câu 29 nhé. Thì muốn cái buổi live stream này ấy, thì cho các em biết được cái vấn đề của các em trong việc học hóa, để mà từ đó chúng ta điều chỉnh cái học tốt hơn. Thầy biết là lúc live stream lúc này cũng ít nhiều live stream, lúc này cũng ít bạn xem, tại vì gần Tết âm rồi, tinh thần đời học, nhưng mà các em cố gắng học tốt nhé. Câu 29 khán giọng quá. Dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y. Muối X đến dư vào dung dịch muối Y thì thu được kết quả Z. Cho Z vào dung dịch N3 loãng dư thì thu được chất rắn T. Có nghĩa là vẫn còn chất rắn T. Rắn là không tan. Có nghĩa là vẫn có khí không hỏng hóa đâu trong không khí. Không hỏng hóa đâu là khí nổ. Vậy có nghĩa là vẫn xảy ra phản ứng. Có nghĩa là Z là chất rắn này. Có phần phản ứng. Và phần không phản ứng. Không phản ứng thì tạo nên chất rắn. Mà phản ứng thì sinh ra nổ. Để ta đi xét. Đầu tiên là AgNO3 cộng với Fe thì ta sẽ tạo thành MeCl2. Thì cái muối đầu tiên nó là AgCl. Thỏa mãn việc không phản ứng. Chúng ta chú ý một cái phản ứng nữa là 3 cộng. Có cộng với sắt 2 cộng không? 3 cộng có cộng với sắt 2 cộng không? Ôm ôm rồi, đau họng rồi em ạ. Chắc có lẽ hôm nay phải xin phép các em nghỉ sớm rồi. Có lẽ thầy giải đến câu 30. Sau đó thầy gửi file tài liệu cho các em, tôi chỉ đang đau họng quá rồi. Không ngờ đau họng vậy. 3 cộng cộng với sắt 2 cộng có không thì ta có là 3 cộng. Đầu tiên là sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng 3 cộng trên bạc. Vậy có gì là phản ứng? 3 cộng cộng sắt 2 cộng trở thành sắt 3 cộng cộng bạc. Sắt 3 cộng cộng bạc. Vậy phản ứng này còn sinh ra cả bạc. Vậy là phản ứng thỏa mãn. AgCl không phản ứng. Ag có phản ứng HNO3 để lại chất rắn chúng ta được NO. Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? À. Ok chưa? Sang câu 30. Cho các bác hiểu sao? Có lẽ thầy chữa nốt câu 30. Sau thầy xin phép em thầy nghỉ ngơi. Đau họng quá. Còn lại là các câu từ câu 31 sẽ đi đến câu 40 thì thầy sẽ gửi cái link tài liệu đính kèm cái file cái livestream này. Được chưa? Thế đính kèm cái file tài liệu và file livestream này. Sau xong rồi là các em cũng comment mail lại đây thì thầy sẽ quét mail thầy gửi cho các em cả cái file tài liệu lại chi tiết, được không? Ok nhá. Chứ đau họng quá sợ mai không nói được. Các em đồng ý không nhỉ? Các em đồng ý không? Bạn nào đồng ý thì comment cho thầy cái. Đau họng quá rồi. Câu 30 cho phát biểu sau để bài học chúng ta là số phát biểu đúng. Thép là kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng carbon. Thế chủ yếu là thép là kim của sắt nhưng mà chứa từ 0,01 cơ đến 2% cơ. Nên là A này sai. Chứa từ 2% đến chứa từ 2% đến 5% nó là gang cơ. Bột nhôm trộn với sắt bao xít, cái này thầy mới nói đó là Fe23, dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm, cái này đúng. Nó có tên là hỗn hợp thép mít.
Tiếp tục là dùng NaCl2 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng mạnh vĩnh cửu của nước. Cái này đúng, NaCl3 là cái thằng đa năng, có làm mất tính cứng được. Dùng bột lưu huỳnh để xử lý thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ. Chúng ta chú ý là thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh ở điều kiện thường để tạo thành H2S, thì cái này cũng đúng. Mà thường thì ở nhà là không có bột lưu huỳnh thì người ta thường hay sử dụng bằng trứng. Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với lại dung dịch H2O3, người ta nuốt ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm. Cái này cũng đúng, nhưng mà thường ra trong phòng thí nghiệm thì thấy không sử dụng cách này. Được chưa? Nhưng mà đúng. Vậy đáp án đúng là 1, 2, 3, 4. Đáp án đúng chúng ta đáp án C, 4 phát biểu đúng. Ok. Có lẽ chúng ta tạm dừng tại đây. Thầy xin phép các em một chút. Wow. 2. Xin chào các em. Có lẽ thầy phải xin phép các em chúng ta ngừng buổi. Như các em đang nghe thấy thì giọng thầy nó đang khá là khàn rồi. Định là hôm nay live stream chữa với các em đến tận câu 40, nhưng mà nghe về sức khỏe là không cho phép, mũi tịt rồi, đau họng quá và bụng kêu ọp ọp rồi. Thì các em hãy nhanh tay, các em đang theo dõi video live stream này, nếu mà chưa kịp chia sẻ lại video live stream bên trang cá nhân đấy, thì các em nhanh tay chia sẻ lại video live stream bên trên trang cá nhân, xong rồi comment lại mail dưới này, thì thầy chốc nữa thầy sẽ kết hợp cả đính, nhưng mà thầy không đính link driver vào trong tiêu đề đâu, thầy đính vào trong bình luận của thầy nhé. Thầy đính trong bình luận, mình nó không, nó sẽ báo spam là không, là các em không xem được. Thế là cái nhất. Cái thứ hai là thầy sẽ cố gắng gửi mail cho các em sau cuối buổi live stream này. Cảm ơn Trần Huy Hoàng, và rất là cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi video live stream ngày hôm nay của thầy. Buổi live stream này thì hy vọng sẽ thành công hơn nữa, cùng với đại sự mà kết hợp cùng với các em. Và chắc chắn rồi, tối thứ sáu tuần sau cũng đúng 9 giờ thầy sẽ quay trở lại và giúp đỡ các em trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 bằng cái phương pháp chữa đề của thầy. Các em nhớ theo dõi video live stream và ủng hộ fanpage trên trang cá nhân của thầy. Các em nhớ là sáng mai đến lớp. Những bạn nào đang học offline cũng như online, và tất cả những bạn đều không học thầy, thì có thể cho các bạn theo dõi lại video live stream này, để mà từ đó các bạn có những cái tự test cho bản thân về có thể học giỏi hơn, và biết là mình đang lỗi ở đâu, để mà mình điều chỉnh được cái cách học của mình trong cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Bởi vì ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, ta chỉ còn khoảng độ tầm 6 tháng nữa thôi. Lời cuối cùng của thầy là chúc các em đọc dã man luôn, chúc các em buổi tối vui vẻ. Chào tạm biệt các em, phải đi ăn tối đây. Bye bye.